Công ty Cổ phần Du lịch Thành Công TTC Hospitality, thành viên của tập đoàn TTC, tổ chức lễ khai trương TTC Mekong Aquapark, công viên nước đầu tiên tại thành phố Bến Tre. Đến dự lễ có ông Võ Thành Hậu, nguyên bí thư tỉnh ủy, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, bà Hồ Công Cẩn, phu nhân nguyên cố phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo tập đoàn TTC. TTC Mekong Aquapark là một phần trong dự án khu nghỉ dưỡng Mekong tọa lạc tại số 547D, đường Nguyễn Đình Chiểu, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. TTC Mekong Aquapark là công viên nước quy mô được thiết kế với những trò chơi nước như sân chơi nước, được trang bị hệ thống bơm cấp đầu phun, hệ thống lọc nước hiện đại, thủy trại với 4 đường trượt cùng các trò chơi đi kèm như súng nước, đầu phun nước cách điệu, bể chày trẻ em với không gian mở thoáng mát, bể tạo sóng, đường trượt cầu vồng đa sắc màu, trượt xoắn ốc với những khúc cua uốn lượn. Bên cạnh các trò chơi nước, TTC Mekong Aquapark còn có nhà hàng phục vụ ẩm thực cho cả khách lẻ và khách đoàn, khu vực nghỉ chân cho du khách, đặc biệt khu Tiny Zoo, vườn thú tương tác đầu tiên tại Bến Tre, cũng chính thức đón khách đến tham quan ngay trong ngày khai trương. Nhân dịp khai trương, TTC Mekong Aquapark, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam biểu dương và đánh giá cao tập đoàn TTC đã mạnh dạn đầu tư xây dựng công viên nước quy mô trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị liên quan đã vượt qua khó khăn, có trách nhiệm cao trong công việc, tích cực triển khai thực hiện các phần việc của mình để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Tập đoàn TTC, rồi Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, đây là một cái nhà đầu tư chiến lược mà tỉnh ủy, ủy ban đã xác định. Và trong quá trình thực hiện cái đầu tư của mình, thì tôi cho rằng tập đoàn TTC đã đầu tư rất là tốt. Đặc biệt hôm nay là khai trương cái dịch vụ này, cái khu nghỉ dưỡng và cái công viên nước này, thì tôi cho đó là một cái nét rất mới. Và có thể nói đây là một cái làm cho cái du lịch và cái dịch vụ của Bến Tre ngày càng phong phú đa dạng. Bến Tre có định hướng phát triển du lịch sớm trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025 và cũng ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030. Để dự án khu nghỉ dưỡng Mekong sớm đi vào hoạt động ổn định và vận hành có hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập đoàn TTC triển khai hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ đăng ký đã được duyệt, đồng thời mong muốn tập đoàn TTC sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà. Tập đoàn TTC và Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre tiếp tục đầu tư là các cái hạng mục còn lại cho nó hoàn thiện. Cái thứ hai là đưa cái công viên nước nào vào hoạt động thì chúng ta phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt là chất lượng nước, rồi cán bộ quản trị có chuyên môn để làm sao chúng ta thực hiện cái công viên nước này nó thật sự là hiệu quả và an toàn. Dịp này, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức trồng cây hoa thiên phúc nhằm khơi dậy tinh thần, ý thức gìn giữ cảnh quan sinh thái thân thiện.